Rồi, đây mọi người ơi, anh khách anh đặt con heo thì đi cúng xa nha mọi người. Thì con heo mình quay cái màu, mình không có ướp màu quá chất mọi người, này là màu tự nhiên. Màu tự nhiên thì nó sẽ ra cái màu nó khác với màu quá chất mọi người. Màu tự nhiên nó tươi tự nhiên chứ nó không có thuốc nha, không quá chất thì ăn sẽ tốt cho sức khỏe hơn nha. Thì người ta hay nói là heo quay thì ăn nóng thì ngon nha, nhưng mà theo mình thì heo quay ăn nóng không có ngon đâu, phải để 2 đến 3 tiếng là mới ngon nha. Còn heo này anh đi vận chuyển đi xa mọi người, vận chuyển đi xa thì khi mà bảo quản thì mình đi cúng xong, ví dụ đi tới châu đốc An Giang cúng thì lúc đem về mọi người, lúc đem về thì mình bỏ quản, mình cắt ra xong mình mua giấy báo mà chống thấm, mua giấy báo chống thấm mình giấy chống hút dầu mọi người, thì mình gói lại xong mình bỏ vô bọc. Rồi bỏ thùng đá mọi người, thùng đá ở dưới xong rồi mình bỏ thịt ở trên. Thì về mình đem về mình chiên lại mình ăn được nha mọi người, da vẫn giòn nha. Còn mình không biết mình để gì, mình cúng xong mình đem về thì nó sẽ bị hư à. Thì thời gian đi xe nó, ví dụ đây xuống tới núi và Châu Đốc ở dưới thì nó tầm 6 tiếng, đi về 6 tiếng là 12 tiếng. Mà mọi người không bảo quản thì đi lên xe là nó sẽ hư nha. Rồi thì chia sẻ cách bảo quản thịt quay nha mọi người, với cách ăn heo thịt quay mà ăn nguội nó ngon hơn, cũng như ăn bánh tét thì mọi người. Bánh tét thì mọi người nấu xong thì để đêm tới sáng mai ăn mới ngon, chứ còn mà ăn liền không ngon đâu ha. Thì khi cúng thì cúng mình lấy dầu thái mình ghim lên lưng thôi, ghim lên đây mình, ghim lên lưng xong rồi để lòng trái cây rồi để cúng thôi, chứ không có lật con heo nha, lật cái mỡ nó dồn vậy cũng không, da nó sẽ dễ bị mềm mà. Với da heo này thì khỏi nói rồi. Da cứng ngắc luôn mọi người, rõ da cứng ngắc luôn, cấp cấp. Thì heo này vô rừng thì mọi người thấy quá ngon mọi người. Rồi cảm ơn anh khách ủng hộ nha. Bốn triệu mấy là có một con heo đi cúng ngon lành nha mọi người. Đây nó vàng ôm luôn nha mọi người, nha vàng ôm luôn. Thì mình đi cúng vậy mọi người, thì mình đi cúng xa thì mình ví dụ mình xuống mình có biếu lại ở dưới cúng quải mà mọi người, mình có biếu lại ở chỗ nơi mình cúng á, thì các bạn cứ chặt cái dai nha, chặt cái thịt dai mọi người gửi lại anh em dưới biếu lại. Còn mình đem về là đầu đuôi thủ vĩ nha mọi người, là 4 cái chân á. Thì mọi người không biết cái đó là cái lọc của mình nha mọi người, gọi là đầu đuôi xuôi lọt á mọi người. 4 cái chân thì là để bươi chải làm ăn mọi người. Thì mình không biết, mình cúng mình bỏ lại mình đi cho người ta cái đó, cái lọc của mình nha mọi người. Thì đừng theo mình nữa, bạn nên đem cái đó về nha, đem giò đuôi đầu về chứ không nên để lại nha. Biếu lại thì mình cho cái thịt dai sườn gì cũng được nha mọi người. Rồi, chia sẻ mọi người cách cúng để làm ăn chú phát tài ha. Chúc mọi người là thật nhiều sức khỏe nha.
Làm ăn phát tài. Rồi. Chào mọi người.